Kính thưa quý vị và các bạn, con người sống trên đời luôn cần phải nỗ lực tôi rèn nhân cách và nâng cao tâm hồn. 6 việc cụ thể dưới đây, nếu làm tốt, bạn sẽ đạt được mục tiêu trên. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Bài học cuộc sống được đăng ở Tri thức trẻ. Làm tốt 6 việc này, ai cũng có thể thành công trong việc rèn luyện nhân cách. Qua sưu tầm của Nguyễn Hằng. Đã là con người, ai cũng phải nâng cao tâm hồn mình theo hướng tốt. Ai cũng phải trở thành người có nhân cách, chứ không phải chỉ có năng lực. Và ai cũng phải là người đạo đức, chứ không phải chỉ có đầu óc thông minh. Tôi có thể nói rằng, mài giũa nhân cách và nâng cao tâm hồn chính là mục đích sống, ý nghĩa cuộc đời. Bởi vì cuộc sống nhân loại là quá trình xây dựng nhân tính hay bản chất con người. Vậy làm thế nào để nâng cao tâm hồn? Đó không phải là một việc khó khăn như là phải đạt tới cảnh giới thiện hoàn hảo hay đạt tới ngộ. Tôi nghĩ rằng khi đi trọn hành trình cuộc sống, chúng ta có thể tự hào rằng đã có tâm hồn cao cả hơn, đẹp đẽ hơn dù chỉ một chút so với lúc chúng ta mới chào đời. Như thế cũng là đủ. Rèn luyện bản thân, mài giũa nhân cách hàng ngày giúp con người không ngừng tiến bộ và khiến cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn. Nói cách khác, khi từ giã cõi đời, tâm hồn chúng ta được nâng cao hơn dù chỉ một chút so với lúc mới chào đời, và nhân cách của chúng ta cũng được mài giũa hơn một chút. Đó là trạng thái làm chủ bản ngã, kiềm chế được dục vọng và thói tùy tiện, thanh thản và vị tha, biết nghĩ đến người khác. Chính việc mài giũa nhân cách và nâng cao tâm hồn khiến con người mình đẹp đẽ hơn, cao cả hơn chính là mục đích cuộc sống. So với thời gian dài thăm thẳm của lịch sử vũ trụ thì cuộc đời con người vô cùng ngắn ngủi, giống như tia chớp chợt lóe lên rồi tắt ngấm. Chính vì vậy, ý nghĩa và mục đích sống của chúng ta nằm ở khả năng xây dựng nhân tính hay bản chất người khi kết thúc hành trình sống vô cùng ngắn ngủi đó. Nói rõ ràng hơn thì sự quý giá của con người, cuộc sống chính là quá trình nỗ lực để có thành quả như vậy. Con người cuối cùng cũng biết được niềm vui, niềm sung sướng trong cuộc sống, có được hạnh phúc sau khi đã nếm trải mọi cay đắng, buồn đau, trăn trở. Những hỉ, nộ, ái ố, rồi xả, lặp đi lặp lại trong suốt hành trình cuộc đời. Và chúng ta cố gắng sống trọn vẹn kiếp người chỉ có một lần trên thế gian. Những trải nghiệm đó, quá trình đó trở thành giấy nhám mài giũa tâm hồn chúng ta, làm tâm hồn chúng ta ngời sáng khi hành trình sống kết thúc. Nếu làm được như thế, và chỉ cần như thế, cuộc đời của chúng ta đã trở nên có giá trị. Vậy thì làm như thế nào để có thể mài giũa và nâng cao tâm hồn? Có rất nhiều phương pháp và cách tiếp cận con đường đưa chúng ta từ chân núi lên đến đỉnh cao, có thể nói không giới hạn. Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi cho rằng phương châm mài giũa nhân cách và nâng cao tâm hồn là thực hiện 6 phép tinh tiến. 1. Nỗ lực để không thua kém người khác. Đi sâu nghiên cứu và học hỏi nhiều hơn người khác và duy trì nghiêm túc quá trình này. Nếu có thời gian để kêu ca, phàn nàn thì hãy sử dụng thời gian đó để nỗ lực tiến lên phía trước dù chỉ một chút. 2. Khiêm tốn, không tự mãn. Đúng như một cổ ngữ Trung Hoa, khiêm thu ích, tức là khiêm tốn sẽ gọi hạnh phúc đến. Đức khiêm tốn sẽ giúp thanh lọc tâm hồn. 3. Nhìn lại bản thân mỗi ngày. Kiểm tra, xem xét lại mọi hành động và suy nghĩ của mình mỗi ngày, xem mình có suy nghĩ nào ích kỷ không, có làm điều gì hèn kém không,
lỗ lực sửa chữa sai sót của mình. 4. Cảm ơn đời đã cho mình được sống. Luôn suy nghĩ được sống trên cõi đời này đã là một hạnh phúc lớn lao. Nuôi dưỡng tấm lòng biết ơn dù là từ những điều nhỏ nhặt nhất. 5. Nhân hậu vị tha. Làm việc thiện, suy nghĩ vì người khác, để tâm vào mọi lời nói và hành động, yêu thương mọi người. Người làm nhiều việc thiện sẽ được đền đáp, đúng như câu nói: nhà tích thiện luôn thịnh vượng. 6. Không để cảm tính chi phối, không quá dằn vặt chăn trở. Không kêu ca, bất mãn, lo lắng, chăn trở, dằn vặt những chuyện không đâu. Để tránh tình trạng đó, cần phải toàn tâm, toàn ý, bắt tay vào công việc để không ân hận gì. Những điều trên tôi gọi là 6 phép tinh tiến để tự nhủ hàng ngày và cố gắng thực hiện trong cuộc sống. Đó không phải là những giáo điều được cho vào khung kính và treo lên tường để trang trí. Viết ra thành chữ thì thấy quá đỗi bình thường. Vấn đề là áp dụng một cách kiên trì, từng bước, sao cho 6 phép tinh tiến thấm vào cuộc sống. Bài viết trên được trích từ cuốn sách Cách Sống của tác giả Inamori Kazuo. Cuốn sách là một chuỗi các câu chuyện được tác giả chia sẻ và gửi gắm những thông điệp sâu sắc về cách sống, cách vượt lên chính mình, nỗ lực không ngừng để vươn tới thành công. Theo trí thức trẻ,